Hi, chào các bạn quay lại với kênh YouTube của Ân Ford 365. Phía sau các bạn đây đang là một chiếc Ford Tourneo Limousine. Thì Ford Tourneo này đang là MPV đầu tiên của Ford tại thị trường Việt Nam. Và nơi Ân đang đứng đây là Auto Kingdom, đơn vị đồng hành với Saigon Ford 20 năm qua để nâng cấp cho những chiếc limousine của Saigon Ford để giao tới quý khách hàng. Thì hôm nay Ân sẽ cùng đi với các bạn để trải nghiệm cái chiếc Tourneo này. Đây là một chiếc Tourneo mà của khách hàng do Ân bán. Và anh đang chọn những option mà theo cá tính của anh, theo cái nhu cầu của anh để cho mục đích công việc của anh. Nghĩa là riêng cho khách hàng, hoặc là bên anh vẫn gọi nó là cá nhân hóa đó. Thì cùng đi xem là chiếc này khách hàng đã nâng cấp được những gì và nó đẹp ra sao nhé. Ford Tourneo nghĩa là được ra mắt tại Việt Nam ở cuối năm 2019 trong phân khúc MPV của Ford tại thị trường Việt Nam. Đây là chiếc xe 7 chỗ thuần cho vận chuyển, nói chung là thương gia và khách VIP chứ không phải là vận chuyển khách. Nếu tính ở thị trường Việt Nam thì nó lại không phải thuần vận chuyển khách. Ở bên nước ngoài thì Tourneo chúng ta có thể bắt gặp ở vận chuyển hàng hóa, vận chuyển khách. Tuy nhiên ở Việt Nam thì nó quá mới với cái giá thành và cái nhiên liệu là đang sử dụng là xăng, và nói chung là mới hoàn toàn tại thị trường Việt Nam nên chúng ta sẽ rất hiếm gặp chiếc Tourneo này trên thị trường hiện tại, rất là ít luôn. Chúng ta chỉ sử dụng một số mục đích thông thường các khách đang đặt, đó là chở các chuyên gia, chở các khách VIP. Anh sẽ mở cửa. Đây là một chiếc mà được nâng cấp theo cá nhân hóa riêng cho khách hàng, nghĩa là do chiếc xe này chúng ta nâng cấp tại thị trường Việt Nam nên là chúng ta sẽ có những cái tùy chỉnh riêng cho thị trường Việt Nam và theo nhu cầu của khách hàng. Đây là MPV. Thì anh sẽ cùng các bạn đi sơ qua. Đây là những cái tùy chọn của anh. Nghĩa là toàn bộ những cái phần gỗ này, lớp giả gỗ này thì đều được sử dụng là nhám hết chứ không phải là trơn nha các bạn. Phải sử dụng nhám hết. Ở đây là hệ thống ghế. Thì riêng cái hàng thứ hai này anh đã chọn nâng cấp là ghế vẫn là chỉnh điện ở cái hàng thứ hai này. Cái hàng còn lại thì sẽ là chỉnh cơ. Có nghĩa là chúng ta sẽ không chọn cái phiên bản mà cao nhất là chỉnh điện hoàn toàn hoặc là massage, mà chúng ta chỉ cần là chỉnh điện ở hai cái hàng thứ hai thôi, còn lại các hàng sau thì vẫn giữ nguyên việc chỉnh cơ. Đẹp không? Tôi muốn cho các bạn xem một vòng, sau đó chúng ta sẽ cùng xem là bật đèn lên thì nó sẽ như thế nào. Ở đây là khoang nội thất, rất là đẹp luôn đấy. Chiếc xe vừa được nâng cấp xong sau ngày lễ mùng 2 tháng 9 thì đã được nâng cấp xong, và anh đang đi lên để kiểm tra xe cho khách trước khi mà tiến hành các thủ tục liên quan tới bàn giao. Đây là phần cửa. Thì tất cả đều được nâng cấp theo cái tùy chỉnh của anh và theo cái màu. Các bạn có thể lựa chọn cái màu da này và cái màu mà sơn giả gỗ này theo nhu cầu của các bạn, hoặc là những chi tiết mà đang màu bạc này các bạn cũng có thể tùy chỉnh theo nhu cầu của các bạn. Ở các hàng ghế đầu tiên là chúng ta đang giữ là ghế chỉnh điện. Theo nguyên zin theo xe là chúng ta chỉ bọc lại thôi. Cái muốn cho các bạn xem là đây, cái phần xịn sò này của chúng ta đây. Toàn bộ các phần nội thất này đã được tinh chỉnh theo cái ý của khách hàng. Rất là đẹp, màu rất là đẹp các bạn. Toàn bộ thì mà rất thích ở cái đơn vị này là toàn bộ từ những cái chi tiết nhỏ nhất thì họ hiện tại đang làm rất là tỉ mỉ, cũng là bằng tay hết đó các bạn, là thủ công đó, chứ không phải theo dạng công nghiệp đâu, tại vì cái này không thể công nghiệp được, mỗi khách hàng mỗi một ý mà không thể công nghiệp được đó. Thì đây là chiếc này, nếu các bạn có dịp thì các bạn có thể ghé 61 A Cao Thắng, phường 3, quận 3, đó là địa chỉ của hệ thống Saigon Ford, thì các bạn có thể thấy được là anh đang nói là tùy chỉnh những cái điểm nào. Nó khác hoàn toàn so với những chiếc trước đây các bạn đã thấy ở trên mạng đúng không? Toàn bộ về cái màu nội thất. Ở đây chúng ta đang có một cái tủ lạnh nằm ngay đây. Chúng ta đang có tủ lạnh này, làm đông đá luôn. Và đây là khoang đằng sau. Đây là khoang đằng sau của các bạn đây. Thì anh muốn cho các bạn xem là cái khoang sau. Đó, rồi. Anh sẽ lấy xe ra và anh cho các bạn xem là khi chúng ta bật đèn lên thì nó sẽ như thế nào nha. Đó, đây là dàn đèn của chúng ta. Đẹp ha, rất là đẹp luôn khi mà lên đèn. Tân Quận. Một trong những bản mới nhất của bên Ân vừa ra đời đó là cái bản mà 2 chỗ ngồi thay vì 7 chỗ như hiện tại, để cho các bạn là cái ngăn toàn bộ đằng sau nó sẽ được phân biệt với hàng phía trước ở cái bản mà 2 chỗ, và nó sẽ có một cái vách ngăn ngay giữa và một cái màn hình TV 32 inch Smart TV. Thì Ân sẽ cho các bạn xem ở cái video kế tiếp về review cái chiếc đó. Và lại chúng ta đang sướng lắm các bạn, toàn bộ đây là nhám hết nhé, ở đây là nhám hết, sàn cũng là nhám luôn theo cái yêu cầu của vị khách đặc biệt này. Thì các bạn sẽ sớm biết thôi, tại vì hắn ở trên trung tâm quận 1, thì các bạn sẽ, nếu các bạn ở quận 1 thì các bạn sẽ thường xuyên thấy chiếc này và sẽ sớm biết vị khách đặc biệt của anh là vị khách nào. Trần này chúng ta có thể thay đổi màu được, và chúng ta thay đổi màu này thì chúng ta có thể tùy chỉnh thêm này. Còn hiện tại thì chúng ta chỉ có bật tắt cái dàn đèn này thôi, nghĩa là tắt cái đèn, các bạn thấy đèn viền không, với cái đèn trung tâm này là 2 cái điều khiển riêng biệt thì chúng ta có thể tắt. Nhìn nó rất là ấm cúng luôn các bạn. Rồi kế tiếp là cái hàng ghế thứ hai này, anh muốn cho các bạn xem ở hàng ghế thứ hai này. Đi có một mình thôi nên quay nó sẽ hơi bất tiện một xíu. Hàng ghế thứ hai này, đây các bạn thấy không, thì chúng ta sẽ có chỉnh lên xuống ghế này. Nó đang về hết dưới rồi, đi lên nè, nó đang trượt lên đó các bạn. Các bạn thấy đằng sau nó đang lên không đó, Ân trượt xuống lại nha. Chúng ta có thể nâng cái bệ tỳ chân này. Anh đi có một mình nên việc quay hơi khó, các bạn thông cảm. Đó, chúng ta cũng có thể ngả lưng ra này. Đây là cái góc thuận tiện nhất. Rồi, đây là cái ghế thuận tiện nhất của chúng ta khi ngồi ở một chiếc xe như thế này, đi một cái đường dài. Chưa hết đâu, còn xuống đường nữa đó. Anh sẽ xuống tối đa cho các bạn xem. Em muốn cho các bạn xem tối đa. Rồi cái phần đầu nè, các bạn thấy không ạ? Đó là hay ho nha, toàn bộ là chỉnh điện hết. Thì đây là một chiếc xe để các bạn nghỉ ngơi trên một quãng đường dài. Đó, hoặc là một ngày làm việc mệt mỏi. Đây là chiếc xe của chúng ta. Đẹp không các bạn? Thư giãn. Nếu chiếc xe chúng ta thần về gia đình và mua để phục vụ cho chính các bạn thì chúng ta có thể chọn lựa thêm cái ghế massage nữa. Còn lại chiếc xe này của anh thì anh lại phục vụ cho khách hàng của anh, nên thành ra là cũng chưa nhất thiết phải là massage. Tại vì cái giờ vận chuyển thì cũng trong một cái quãng thời gian ngắn thôi chứ không có đi đường dài. Ở đây chúng ta có các hệ thống mà đây chúng ta có thể cắm để lấy nguồn, chúng ta có thể quẹt nè, cái hệ thống quẹt mà quẹt nóng lạnh. Thì cửa bên hông này là nghĩa là cửa bên trái, và cửa cặp cái lề đường á, không phải cửa cặp ngay giữa đường á, thì mình hay nói là nôm na là mặt đường đi, thì cái cửa này sẽ là chỉnh cơ nhá. Chúng ta chỉ nâng cấp là một cửa điện thôi, nghĩa là cửa mà phía bên lề đường thôi. Đây là cửa phía bên lề đường của chúng ta, thì cửa này sẽ là sử dụng tự động, còn thông thường cửa kia chúng ta sẽ lốc lại. Chiếc xe của chúng ta đây. Rồi cửa đây là một chạm, đây cửa tự động nhá. Đẹp đúng không ạ? Xịn sò, mở ra là thấy khác hoàn toàn. Chiếc xe của chúng ta là chưa được vệ sinh kỹ, nghĩa là chưa được lau rửa lại. Cái này Ân đang lên là sau khi là chúng ta mới thực hiện việc nâng cấp xong, và lên là kiểm tra cái việc nâng cấp này để báo cáo với khách hàng. Rồi sau đó là xong xuôi ok hết rồi thì chúng ta mới đóng hoàn chỉnh và vệ sinh và đưa lên vận chuyển về lại Sài Gòn. Tại Ân đang ở trên Bình Dương, nơi trung tâm độ của Auto Kingdom. Hay ha, xịn sò, đẹp lắm, cực đẹp luôn đấy, không phải dạng vừa đâu. Thì anh sẽ thêm một cái màn hình nữa để chiếu, màn hình để chúng ta chiếu lên cái quảng cáo thông tin cho cái đơn vị anh đang công tác, cho những cái sản phẩm mà anh đang cung cấp tới khách hàng. Ở đây là phần phía sau và phần để đồ, cốp rất là rộng của chiếc Tourneo. Em muốn cho các bạn xem. Cực rộng luôn, nên thành ra là khi các bạn muốn đi đánh gôn á Rồi là các bạn để đồ đi du lịch thì các bạn cứ yên tâm về cái việc này. Cốp rất là rộng, rất là đẹp, xịn sò. Nó đang ở phía trong này và hắt nắng. Tại vì hiện tại đang là 3 giờ chiều rồi nên là anh đang bị ngược sáng, thì các bạn thông cảm nhé. Thêm cái điện thoại nó cũng hơi bị cùi mía đấy. Rộng rãi không các bạn? Chúng ta thử cảm giác ở dưới, chúng ta có thể lấy đồ ra lúc trời mưa, chúng ta không sợ ướt, chúng ta có thể ngồi, chúng ta câu cá hoặc là chúng ta picnic với gia đình, thì một lựa chọn quá hợp lý. Các bạn biết rồi, ba cái ghế cuối của chúng ta có thể nhấc ra bằng tay rất là dễ dàng, hoặc là gập ngang cho nó ngang xuống theo cái nhu cầu diện tích sử dụng. Toàn bộ của anh ở đây đều là nhém hết theo nhu cầu của anh. Nhám từng ly từng tí luôn, nhám hết các bạn. Cái xe của chúng ta này quá đẹp, yêu Ford, yêu MPV, yêu chất lượng của Ford, khung gầm của Ford, chất Mỹ, thì đây là chiếc xe các bạn có thể lựa chọn, rất là đáng đồng tiền bát gạo các bạn. Đẹp quá. Anh thấy chiếc này quá đẹp. Ok, đây là chiếc Ford của chúng ta. Cần thêm thông tin về xe Ford, toàn bộ các dòng xe Ford, chương trình khuyến mãi, việc nâng cấp tùy chỉnh theo nhu cầu của các bạn, cá nhân hóa chiếc xe thì cứ alo mình là Ân Ford 365 tại hệ thống Saigon Ford. Cảm ơn các bạn và chào các bạn. Anh sẽ đi ra đây và lấy một góc đẹp. Chiếc xe của chúng ta đây. Ok, cảm ơn, chào các bạn và hẹn gặp lại ở video tiếp theo về Ford.